Dạ, cơm sang Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cô mời cô chú bạn vô luôn. Mai vàng. Mai vàng. Mai vàng. Mập mập lực lực. Dạ, để đẹp. Rồi, vô liếm mai vàng của cô chú anh chị đợi nha. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào anh Linh. Dạ. Chào cô chú anh chị đem xem kênh ạ. À. À, hôm nay bên shop của em có về được 13 phôi mai vàng. À, để giao lưu với cô chú anh chị. Qua số điện thoại của em là 0367863991. Số đó em cũng xài Zalo luôn ha. Rồi em xin phép vô clip luôn đi. À, sáng em quay có hơi nắng ha. À, nếu có chối cây nào mà không thấy rồi cô chú anh chị cứ alo cho em. Rồi em sẽ gửi chi tiết hơn. Rồi ha. Wow, em vô số 1 luôn đi. Của em toàn bộ mai vàng hết. Một đế cho bá luôn. Dạ. Địa chỉ của em là Long Phú Sóc Trăng ha. Cây này hoành thì nó không lớn thiệt mà nó nuôi khúc này nè. Quá trời luôn à. Dễ điều, sát dạ. Sát. Cũng được. Chị có chỗ này là nó dính rồi nha. Cái cành nó bị dính nè. Nên em cắt ra nó thấy nó gì nè. Chứ không có gì hết. Chạy chút xíu. Em có tha keo đó rồi. Cốc nở. Chỉ cành sát sát. Để gì quá ok. Cũng được được. Trời ơi, để gì mà được. Hoành nó không lớn nhưng mà gì nó cũng đẹp. Tự nhiên với gì quá đẹp. Dạ. Vô thông số luôn ha. Cây này chịch dạng. Đôi vị trí này đi là 41. Dạ, bên 41. Đô nguyên cái củ mà đặt của nó ở đây đi là 74. Đặt sọp luôn. Cái này nó cũng hơi sọp nhẹ. Sọp nhẹ nhẹ à, chắc tầm chừng 19 à. Thoát thân 18. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 56. Đường kính bầu 51. Để quá sát cũng dễ. Dạ. Đế là không chống luôn nè. Rồi, xin giá. Rồi, mã số 1. Em giao lưu giá 4 triệu. Nó hoành nó không lớn mà nó đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, 4 triệu cái số 1. Rồi, em sang số 2. Số 2 của em là mai vàng mà. Cây này nó xù nha. Nó xù. Xù dữ lắm mà. Xù là khúc này là xù bích hết trơn rồi nè. Đây nó lên trên đây hết luôn. Nó chỉ có chống một khoảng chút xíu thôi, vòng vòng với cái này thôi à. Cái này xù. Cái xù đế cũng ok. Dạ. Này mặt đây để đẹp. Bên này mặt đẹp lắm, có bên này nó hơi bị thiếu chút thôi. Rễ nó cũng hơi to. Dạ. Yeah. Xuồng thì rễ con nhỏ này con bự bự. Thằng cũng thấp. Yeah. Rồi, em thông số luôn đi. Em đưa vị trí này đi, là 44. Thoát thân là 20. Tổng chiều cao tới mặt bầu 61. Đường kính bầu là 49. Rồi giá. Rồi, mã số 2 em giao lưu giá 4.200.000. Cây này nó có cái sâu sâu đục nhỏ nhỏ rồi nha. Dạ, chút xíu à, không thành vấn đề đâu, tại em báo gì đó. Chờ để thôi cô chú anh chị nói sao không báo. Rồi, em sang số 3 đi. Số 3 có hoành hay bự bự. Cây cũng lớn lớn. Còn hay to. Một cây dáng siêu. Rễ cũng to bành bành. Nó hơi siêu siêu. Sổ mà rễ bành bành. Dạ, cộng rễ sổ mà, lớn lắm á. Cũng nhiều lắm, cộng lớn 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 không à. Bắt tay, bắt tay. Dạ. Chị cầm nó cũng ok luôn nha. Đầy đủ rồi. Cây này cũng hơi bị già dữ. Nó nở, hơi nở gốc. Cầm cho đúng số.
đo chỗ cái eo. Em đo chỗ cái eo này đi là 52. Xích ở dưới đây là 68. Ở dưới đây cái cũ này của nó là 89. Sổ của nó là 39. Thoát thân 28. Tổng chiều cao tới mặt bầu 93. Cái đường kính bầu 55. Rồi, xin giá. Rồi, mã số 3, em giao lưu giá 6.500.000. 6.500.000 cái số 3. Dạ. Để sổ đẹp nè, cũng sắc gạt bự bự. Không to. Em sang số 4. Chi cạnh đầy đủ, lùng lực. Góc nở. Đế cũng được á. Nhanh chóng luôn. Đế nó trải điệu. Dạ. Cộng cũng có cộng lớn cộng nhỏ mà cũng được. Đi bàn như trái điều. Dạ. Nở. Vậy đấy cũng cân đối điệu. Một cây hoành hơi to góc hồi nở luôn. Rồi, em thông số luôn nè. Em đo vị trí này đi, là 43. Nở chạc ở dưới là 51. Thoát thân là 16. Tổng chiều cao tới mặt bầu 53. Đường kính bầu 50. Lực lực. Để nở, để chạy đều, để bàn. Người không chóng, nhiều quá ok. Không chóng luôn. Rồi, xin giá. Rồi, số 4, em giao lưu giá 3 triệu. Rồi, 3 triệu cái số 4. Dạ. Em sang số 5. Cái 5 nhìn hơi lực. Chi cạnh hay. Chi cạnh. Ok, bẻ qua lại. Ok lắm. Đủ. Lắc lắc nhẹ hay lắc. Dạ. Cái cạnh to to. Đế thì cũng được lắm. Đế cân đối, yeah. Khéo, điệu. Thưa hơi thưa thưa mà không bự bự không. Thưa thật không thưa lắm luôn. Cộng lớn lực. Lớn. Rồi, thông số luôn nè. Em đo vị trí này đi. 41. Thoát thân là 22. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 91. Ngang gì đi là 40. Hôm này khá đẹp nha. Khéo khéo nữa. Đường kính bầu là 49. Nâng lên nhìn khúc unu. Rồi, mã số 5, em giao lưu giá 2.900.000. 2.900.000. Dạ. Cái số 5. Rồi, em sang số 6. Để nha, mềm mềm xuống trên luôn. Có con cây này nó hơi lạ lạ. Nó quấy quái vậy. Gãy nó nổi lên quấy quái luôn. Dạ, nó nổi lên có con cọng gãy nè. Xè ra điều. Xè ra như cái hình con gì vậy ha. Đúng rồi. Dạ. Nhìn nó độc độc. Mở trước thì này nó không có. Trước thì không có nhưng mà gốc hơi nở nha. Yeah. Nó nở ra mà sao nó không có đế. Nó gồm này. Nó gồm bên đây hết trơn à. Này chắc có mà rễ nó hơi cắm. Dạ. Yeah. Nè thấy nó nở này. Ra hết trơn nè. Bỏ móng hết trơn mà sao không thấy đế. Em khai thác con nhiêu thôi à. Này mấy khúc mấy mé trên. Rồi đi ha, em lo vô thông số đi.
Ok, về cái chậu thì cái hộp dài dài. Chậu dài. Rồi vị trí này đi là 44. Ở dưới đây là 47. Tổng chiều cao tới mặt bầu 52. Cái đường kính dài là 56. Đường kính ngang là 41. Lâu có hàng cây quái quái nữa. Dạ, cái rễ dài dài này quắn quắn này ra đây là 34. Nó quái rễ nó cũng to cũng bự. Nhìn nó hay. Nhìn nó cũng cũng đẹp lắm. Eo tới eo luôn nhìn thấy chưa? Trước này nó có thêm cái chỗ này nữa đi, cái tay chỗ này đi. Rồi, hai cái cọng hai bên nhìn đẹp nữa. Dạ. Rồi, mã số 6, em giao lưu giá 2.600.000. Rồi, 2.600.000. Rồi. Cây số 6. Số 6, em sang số 7. Cây bị già, lên bung bung xù xù. Cây này già lắm rồi. Nó muốn bể, nó bể xù rồi nè. Tít 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 chân nè. Bung 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 hết rồi. Có chỗ này ha, cái cành nó bị dính nè, nên em lấy ra nên nó bị cái da, chóc cái da vậy nè, rồi nên em có sửa cơ lý keo rồi ha, mà chắc không ảnh hưởng gì đâu, mình ghép ở đây mà. Cái nhánh ấy là dạ. Cây dính lên. Nhìn nó xấu xấu vậy hả? Này bung sụ chứ. Cái gốc nè nở chà bá luôn. Nở cái củ quá trời luôn. Một cái củ nhìn đẹp đó, khéo. Thân thì nó không lớn. Ngủ cái gốc không hết lớn nổi. Dạ, cây này già lắm ạ. Rồi em cho thông số đi. Em đo vị trí này đi. Là em tính 37. 37. Dạ. Tính cái củ gì đi, cái củ như gì là 67. Thân đây ha, 15. Tổng chiều cao tới mặt bầu 102. Đường kính bầu 50. Chỉ cành là cũng đầy đủ điều luôn. Bây giờ tự nhiên đế quá trời đế. Lâu năm mà đẹp. Bên này nó sỏm sỏm nó xuống chắc cỡ tầm 10 à, 10 mấy à. Ngụm củ quá trời to. Dạ. Rồi, mã số 7, em giao lưu giá 2.800.000. 2.800 cây số 7. Dạ. Rồi, em sang số 8. Lùng lùng gọn gọn. Thấp thấp. Đế đẹp à, trái bè anh. Đế là chảy ra đều đó. Cứng bầu luôn á. Còn trống luôn. Nặng để thử. Cái cành cũng đầy đủ. Cái cành cũng được. Rồi. Đế quá trời nữa. Vô thông số luôn đi. Đâu vị trí này đi. Là 36. Gần 37 em tính 36 thôi. Này trên tôi ghế nở luôn. Chỗ nó nở xuống dưới là 42. Thoát thân là 13. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 47. Đường kính bầu 43. Cái nồi để đặt của nó là 125. Dễ ghê quá điều. Dạ. Rồi số 8, em giao lưu giá 1.800.000. 1.800.000. Cây số 8. Rồi, của em sang số 9. Cây này mua một cốt ha, cũng thẳng thẳng, thẳng cân đối, tàn dù lỡ, nhẹ gọn. Cái đế quá trời đế nữa nè. Dạ, cái đế khỏi chê luôn, đẹp lắm. Điều gan luôn như sắp vậy đó. Dạ, đế điều. Dạ. Cộng không nhỏ ha, lớn 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 không à. Gốc nó nở, đế điều. Sắc sát không? Nhìn lực cây ghê gớm. Nở ra, chạy bài ra luôn nè.
những thế lực. Tốt thôi, trên đây có hai cành này cũng có nhiều ok. Dạ. Nắng quá. Nhưng mà số cái lô này cái nào cũng đẹp luôn. Để nở ghê đi. Cắn. Nở giờ chỉ là tới chỉ nữa. Dạ, em tính vị trí này đi. Làm tính 49 đi. Tại vì nó nở quá. Ở dưới đây là trên cổ rễ. Ở trên cổ rễ là 58. 49. Thoát thân là 44. Tổng chiều cao tới mặt bầu 76. Độ bài bài ra của nó là 20. Cái này nó đặt kẹo luôn á. Rồi để đặt. Cái nồi để đặt của nó anh tính 150 đi. Rồi, số 9 em giao lưu giá 4.500.000. Cái số 9, 4.500.000. Dạ. Rồi em sang số 10. Số 10 của em cũng lùm lùm. Thì ghép cái tàn xè. Dạ. Rồi chơi tàn xè này. Theo cánh quạt. Thỏ. Cũng được, đế cũng được. Tương đối. Cũng được to to, cũng nhiều. Đế cũng khéo, không quấn quấn lại nước liều. Nhìn nó cũng cân đối thế cây. Nơi vị trí này đi là 42. Ở dưới đây ra 47. Tổng chiều cao là 51. Đường kính bầu 44. Không gọn. Dạ. Đế cũng ok. Cũng cân đối đều đều. Rồi, mã số 10, em giao lưu giá 2.700.000. 2.7. 2.7 cây số 10. Dạ. Rồi, đổi hoàn cây u nu. Rồi, em sang 11, u nu. Như con thú rồi. Dạ. Có cái, ừ, có lai cái lai. Ghế nó lai lai như con thú rồi ha. Ghế khá là đều luôn. Dạ, có cộng ghế lớn nè. Nó giống giống như con thú vậy đó. Trừ cái đuôi hay cái chân đầy đủ. Rồi thế gì em cắt trừ cái đuôi luôn. Chân trụ trước ghế là đầy đủ nhé. Dạ. Kẹo. Tay lót em là mạnh. Trong đó nghe bự luôn. Điều hết trang. Cứ ngắt luôn. Dạ, xù xù. Dạ lắm rồi. Chùi mê có mê. Cây này cũng khéo cây quá. Dạ. Di cành trước sau nó cân đối. Theo một chục thẳng luôn. Rồi, dạ, thông số luôn đi. Em đo vị trí này đi. Là 52 hoành. Dạ, 52. Nở chạc dưới đây ra là 64. Thoát thân là 20. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 55. Cái đường đường kính dài này là 62. Ngang là 59. Cái mình của con thú rồi đi. Là 39. Nghĩa là lớn quá ạ. 20. Kém, lót kém, sao là gãy đầy đủ bự bự không? Dạ. To to. Lớn lớn rồi. Cây này cũng hơi bị bự, hơi bị già. Làm mấy quanh hụt là. Cây này non lắm. Ở trên nó cũng lớn vậy đó. Rồi mã số 11, em giao lưu giá 6 triệu. Rồi 6 triệu cây số 11. Rồi em sang số 12, nắng quá cô chú anh chị ơi, nếu mà có chói không thấy cô chú anh chị cứ việc alo cho em. Rồi em gửi trực tiếp qua cho.
Cây này lực cũng lực, rễ cũng cũng yeah. to. Cây này cây số 12 ha. Cây này cũng lớn, già cây lắm rồi. Cũng cân đối cây. Rễ cũng được lắm. Cũng cũng mập. Dạ, yeah. có cọng này nó hơi nằm cao hơn chút à. Hơi cao hơi nhẹ. Nè, yeah. cao chút xíu. Rồi nó cũng tương đối với cọng này. Để nó cũng đều nè, cũng yeah. sổ này cũng được. Nó cọng hơi cao chứ. Con cọng này hơi chứ. Cao à. Không hơi đều chứ, hơi yeah. đều. Hoành lớn. Không lớn. Rồi, em đo vị trí này đi là 53 hoành. Dạ, 53. Thoát thân là 29. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 64. Nó sổ sổ xuống đây là 25. Nó cũng bình bình. Dạ. Cái cũ đặt của nó là 121. Đường kính bầu 61. Góc hơi nở nhẹ rồi chứ. Dạ. Năm mấy hoành thuộc coi coi lớn rồi. Coi đại. Rồi mã số 12. Em giao lưu giá 4.700.000. 4.7 cây số 12. Dạ, rồi. Em sang 13 đi. 13 cũng là cây cuối của em á. Cây này cũng gọn gọn mà đế cũng ok nè. Rồi. Đế cũng khá đều. Đều bọc. Cũng được. Gốc cũng rễ cũng to, gốc hơi nở nở. Cái rễ này lên xuống nhẹ xíu nhưng mà rễ rất đều bọc. Dạ. Lót không? Này lót rễ bự. Dạ, tự nhiên gì đều quá ok. Rồi em đo vị trí này đi, em tính 40. Ở dưới đây là 44. Thoát thân là 27. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 82. Đường kính bầu là 49. Rồi mã số 13. Cuối clip của em nè, em giao lưu giá 2 triệu. Rồi, cuối clip rất cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho shop anh em ạ. À. Rồi mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho em nữa. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, dạ em chào. Chào chị. Chào cô chú anh chị. Rồi trân trọng kính chào.